Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với kênh Yêu Cây. Hôm nay lên với lại vườn Cường Xẻ Gỗ đây. Cái cây này là em mua cái lúc hè đúng không em nhỉ? Em mua đúng rồi. Đợt đang nắng rất to mà mình xong đưa vào đây đúng không? Đúng rồi. Kết quả sau vài tháng quay về mo đây quý vị ạ. Mẹ cây quý. Cây này trồng nu kinh không nhỉ? Nó dòng nu gai. Cây này hình như mua ở Nghệ An à? Vâng, mua trong Nghệ An. Một cây hoàn thiện rồi. Bây giờ hy sinh quý vị ạ. Đây mới hôm nay Yêu Cây quay. Thực ra hoàn thiện thì nó là chưa hoàn thiện, người ta làm xấu lắm, mua của dân. À nè. Nhưng mà đây mới thấy được rằng là nếu để từ một cây phôi, mua về có thể giá nó rất hợp lý. Anh em đánh ở trên rừng, trên giếp về. Nhưng mà để từ cây phôi đến cây sống, xong đến ra một vài cút, xong trở thành một cái tác phẩm thì gọi là trường kỳ kháng chiến. Bao nhiêu? Cây này lúc đấy em mua cũng tương đối tiền đấy nhỉ? Con này em mua hơn 100. Đấy, hơn 100. Về mo rồi quý vị ạ. Bây giờ vĩnh biệt cụ. Xin vĩnh biệt cụ rồi. Đăng xuất khỏi cộng đồng ruối Việt Nam rồi. Nu biếu anh, con nu này đẹp mà. Con này đẹp lắm, nu này, quý con này. Đau nhỉ? Ê mới đau. Nhiều lúc tiền mất chả ở đâu, nhưng tìm được những cây nu biếu này nó không phải. Thế còn cái cây khác kia cũng là thế à? Vâng, cái kia thì mua nó cũng không nhiều tiền đâu vậy. Con ý là biết là ấy nó mua cũng rẻ. Có con này đắt tiền nhất mua. Thực ra con này chết sao? Anh mà. À đây này, chết. Cả con đây này chết. Chỗ này trên mấy trăm triệu, đôi trăm. Thực ra cây đánh bầu rồi nó hay chết lắm anh ạ. Nhiều lúc mình cứ chủ quan là có bầu hay là nó sống anh ạ. Nhưng mà chính nó phải dỡ hết bầu ra thì làm nó mới yên tâm. Để cái bầu này nhiều lúc nó dập vào trong không, cuối cùng nó thành nấm, bắt đầu nó ăn theo là nó chết. Tức là mình chủ quan là nó cây có bầu nó oách rồi. Cây có bầu nghĩ là nó an tâm nhưng không phải đâu. Cây có bầu đâm ra mình chủ quan không, cuối cùng nó sinh ra là như thế. Đấy, còn nếu mà mình mà duỗi hết ra xong mình lại ủ cát thì khéo này là ngon này, con này to thôi, nhưng con này xong này đặt không coi thì thôi rồi. Vẫn tính sau này làm một con để cho riêng mình làm hồ coi mà. Đấy, bây giờ đi củi rồi. Bây giờ coi mới ngó. Thế mới đồng. Đây này, đây. Đây những con sâu ở ăn này. Đây. Con sâu ở trên nó ăn đây này. Đấy. Những con sâu nó ăn nó chết đấy. Nó đục hết thân. Nó nấm từ những cái nấm nó sinh ra. Thực ra mua cây này biết nó nấm rồi, mình mua nó cũng rẻ thôi, gần như là ấy về sống được sống, nhưng cuối cùng cũng không sống được. Nó mọc cả mọc nhĩ lên để cho ăn. Đúng không? Hoàng Anh mọc. Hoàng Anh mọc đây này, cứ đi ơi đây này. Đang mà mấy nữa dọn đi mà mưa suốt anh mà không làm được, nhìn nó bê bộn rồi. Lại cẩu món ở trong nhà ra. Vườn em vừa ruộng bán nhiều không, loanh quanh đấy cứ mua bán đâu không lại mua bổ sung sĩ số. Thu về mấy tỷ của làng cây rồi gì nữa. Ok, xin đấy, kênh Yêu Cây gọi là đưa một chút hình ảnh để đây này, con sâu rồi anh ạ. Đấy, con sâu nó ăn vào thân rồi. Anh em chúng ta mới thấy được rằng là cái khó khăn là trong cái từ một cây khai thác không trở thành được. Một cái nó ở trong một cây sống rồi thì trở thành một tác phẩm nó trời dị gian thế khó chứ và anh mà cái mức độ rủi ro nó cao như nào, nuôi xanh xị thế đeo mẹ nó non lại mất. Chúng ta phải lại hết. Trân quý những cái cây mà chúng ta đang đang sống và đang sở hữu, những cây cổ ấy anh bảo nuôi mà khẽ ấy phát hỏng là coi như toàn hết, toàn luôn đúng không, toàn nó rẻ. Nó rẻ so với giá đương thời. Trước ví dụ nó 1 tỷ xong nuôi non lại 500. Chắc em đoán thế thôi. Cái ý em không sành, xanh xi chứ em không sành, nhưng mà nó không, thực ra là bây giờ nuôi thì cũng phải biết cách nuôi. Ôi giời, lại cả đây nữa. Vâng. Đấy anh bảo đợt trên nhiều vào đúng cái đợt nắng. Đấy quý vị ạ. Đôi khi chúng ta
không được phản ánh, không được nhìn thấy những cái sự góc khuất về phía sau hào quang, góc khuất góc khuất. Ok, xin cảm ơn Cường nhé. Dạ. Đấy, vườn còn rất nhiều tác phẩm nữa, cây nhiều cây sẽ truyền tải tới quý vị và các bạn ở các video tiếp theo. Xin chào, hẹn gặp lại cả nhà.